Rồi khi các bạn làm bài này trong vòng 30 phút nha, chú ý trong vòng 30 phút. Như vậy thì chỗ này mình có là tên sinh viên, mã sinh viên. Các bạn nhớ là điền tên sinh viên vô. Ví dụ như là PS1 61007, ví dụ vậy. Họ tên, các bạn gõ gì cũng được. Rồi. Ví dụ chúng ta cứ gõ ngẫu nhiên như thế. Bây giờ lương người rồi ok, tiếp tục sử dụng để kiểm tra nhập ngày công. Số ngày công á nằm trong khoảng từ 15 đến 28. Số ngày công từ 15 đến 28, làm sao để mà mình có thể là thiết lập được cái này đây nè. Đó. Như vậy thì trong cái phần mà để quản lý cái việc mà thiết lập này thì bạn nào cho thầy biết là mình thiết lập chỗ nào? Data. Rồi, data làm gì nữa? Validation. Ở trong cái Excel của mình như thế này thì nó nằm ở khúc nào? Data tool. Data. Data tool thầy. Kế bên chỗ test column. Rồi ok. Rồi, kiểm tra cái này là kiểm tra cái gì? Ok. Tốt. Kiểm tra giá trị nhập đúng không nào? Giá trị nhập hay là kiểm tra cái gì? Setting sẽ cho cái gì ở đây? Đây. Không, cái này không phải là đây đâu, bởi vì cái này là số ngày thôi. Người ta nói là số ngày từ 15 đến 28, tức là số ngày công thôi, chứ không phải là day. Cho nên chỗ này chúng ta sẽ chọn là nó sẽ có gì? Một cái giá trị number nằm trong khoảng từ 15 cho đến 20 18, được chưa nào? Như vậy nếu mà trong trường hợp các bạn mà nhập một cái giá trị mà khác con số này, nó sẽ báo lỗi ngay. Báo lỗi bằng cách là chúng ta sẽ có thêm hai thông số nữa. Thông số thứ nhất là nhắn cho người ta biết là nhập cái gì, input message. Cái thứ hai, nếu người ta nhập lỗi thì báo cho người ta biết là tại sao lỗi ha. Ví dụ nhập ngày công, nhập vào ngày công từ 15 đến 28, chỗ này mình chỉ cảnh báo thôi là nhập
Liệu sai. Bạn đã nhập liệu sai rồi. Nhập từ 15 đến 28. Ok. Như vậy mình mới chỉ có làm có ô à, còn ô dưới chưa có. Như vậy khi mà mình đưa con chuột vô đây, nó sẽ báo ngay nhập ngày công, nhập từ 15 đến 28. Bây giờ chỗ này 25, mình nhập 10 đi. Được chưa? Đó, nó sẽ báo nè. Cảnh báo nè. Bạn đã nhập sai rồi, nhập từ 15 đến 28. Yes. Mình chấp nhận. Chấp nhận bởi vì cái đây là cảnh báo. Ha, à, còn nếu như mà các bạn để cho là cái của mình thay vì cảnh báo thì mình chọn là stop. Ok. Bây giờ chỗ này mình nhập 10. Nó bị là nhập lại. Không có ok được. Như vậy hai cái nó khác nhau nha. Cảnh báo tức là mình vẫn có thể chấp nhận được con số sai. Nó vẫn ok. Còn nếu như mà bạn chọn là stop thì bắt buộc phải nhập lại. Không nhập lại nó không cho qua. 12, 13 không cho qua. Bắt buộc chúng ta phải nhập đúng con số nằm trong khoảng từ 15 đến 25 nó mới cho qua. Được chưa nào? Đấy, như vậy các bạn thấy là tùy theo cái lựa chọn mà mình có thể là thiết lập khác nhau. Bây giờ mình sẽ thiết lập cho tất cả các ô luôn. Data. Đó, thiết lập cho tất cả các ô. Rồi. Đó là xong câu 2. Câu số 3. Lập công thức để có giá trị cột lương, biết rằng lương căn bản nhân ngày công. Vậy là chưa đủ nha. Lương căn bản nhân ngày công. Lương căn bản đâu? Lương căn bản đây, ngày công đây. Nếu chỗ này bạn bằng lương căn bản nhân ngày công, đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai. Cái này nó chỉ mới đúng một ý đầu tiên thôi. Còn cái ý thứ hai là số ngày công lớn 25 thì mỗi ngày dư được tính gấp đôi. Mỗi ngày dư được tính gấp đôi. Như vậy chỗ này chúng ta cái ngày công là cái G này nè. Đó, lương căn bản thì ok. Nhưng mà cái ngày công chúng ta phải dùng là if. Nếu như ngày công mà nhỏ hơn hoặc bằng 25 thì trả về cái gì? Về ngày công. Bởi vì nếu mà ngày công nhỏ hơn bằng 25 thì không làm gì hết. Còn không, nhỏ hơn hoặc bằng 25 là sai. Tức là lớn hơn 25. Lớn hơn 25 thì làm gì? Thì mình sẽ lấy là 25 cộng cho cái gì nào? Cộng cho số ngày công trừ cho 25 nhân cho 2. Đó, hiểu được công thức chỗ này chưa? Nếu số ngày công là 27 đi thì 27 nhỏ hơn bằng 25 không? Không. Không thì tất nhiên nó không lấy cái này mà nó sẽ lấy cái này. Đó. Vậy 27 là lấy 25 cộng với 27 trừ 25 là mấy? Là 2. 2 nhân 2 là 4. Như vậy thì cái ngày công của người này sẽ được tính là 29. Bởi vì người ta dư 2 ngày thì cứ mỗi ngày dư là được nhân gấp đôi, cho nên ngày công của người ta được tính là 29. Bây giờ mình thử tính ngày công thôi. Mình lấy cái công thức này mình tính ngày công thôi. Đó, mình thử qua đây nè. Đó, mình chỉ tính ngày công thôi để coi nó là sao nè. Đây, người này 25 ngày thì không có vấn đề gì. Người này 26 ngày, 26 thì dư mấy? Dư 1.
và được tính thành 27. Người này 25, 19, tức là nhỏ hơn 25 thì vẫn là 19. Người này 27, 27 là dư 2 ngày. Như vậy 2 ngày dư là được nhân lên thành 4. 4 với lại 25 nữa là 29. Người này 28, 28 là dư 3, 3 x 2 là 6, 6 cộng 25 là 31. Đấy, như vậy các bạn thấy công thức tính ngày công của mình là nó là như thế. Theo kịp không? Có ai không hiểu không nào? Như vậy thì ngày công của mình sẽ được tính theo cái công thức mà các bạn đang thấy ở trên màn hình. Tức là nếu như ngày công dư thì được nhân gấp đôi. Tiếp tục lập công thức để tính tiền thưởng, phạt, thưởng, phạt, phụ cấp chức vụ. Ok, mình lấy phụ cấp chức vụ vô đây luôn. Bởi vì bên này nó có phụ cấp chức vụ nè, mình lấy vô đây luôn. Phụ cấp chức vụ thì các bạn thấy là người ta cho ở bảng 2. Bảng này là dữ liệu theo kiểu gì các bạn? Kiểu đứng đúng không nào, cột đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ dùng hàm gì? Về lookup. Về lookup. Bây giờ cái giá trị dò tìm trên này là NVTB. Đây, chức vụ. VLOOKUP chức vụ. Phải dò trong bảng. Làm gì nữa nào? F4. Phải, nếu tìm thấy thì trả về cột thứ mấy? Cột thứ hai. Kiểu dò tìm chính xác, tức là kiểu không. Đây, phụ cấp. Chỗ này mình format theo cái kiểu là có khoảng cách để cho mình dễ nhìn. Đó. Phụ cấp 200, 300. Đây, có ai 300? Ông này giám đốc được phụ cấp 300. Tiền thưởng, phạt. Thưởng là gì? Nếu như mà ông này làm dư. Những người có ngày làm thêm trên 25 thì được thưởng 50.000 mỗi ngày. Ngược lại, dưới 25 thì bị phạt 50.000. Chứ không có mỗi ngày gì, đúng không? Ở đây này người ta nói là thưởng 50 mỗi ngày. Còn dưới này là phạt 50 thôi, chứ không có mỗi ngày. Không có mỗi ngày nhé. Tuy nhiên, tiền thưởng hoặc phạt là không quá 200. Chỗ này nó hơi phức tạp đó, cho nên mình làm từng đoạn trước nè. Nếu như mà làm trên 25 thì được thưởng mỗi ngày 50.000. Bây giờ mình sẽ kiểm tra. Nếu như mày nhắn gì nhiều thế. Nếu như ngày công mà nhỏ hơn 25 thì bị phạt, tức là trừ 50, 1, 2, 3, bị phạt 50.000. Còn không, nếu ngày công mà lớn hơn hoặc bằng 25 thì sẽ được thưởng mỗi ngày là 50, thì ta lấy ngày công trừ cho 25 nhân với 50. Đấy, như vậy thì cái ông này ổng làm 25 ngày là ổng không có đồng thưởng đồng phạt nào hết. Là nó có dấu trừ, tức là số 0 đó. Trong kế toán thì nó là số 0. Bây giờ mình kéo xuống. Ông này dư ngày được thưởng 50. Ông này thiếu ngày bị phạt 50. Phạt tức là số âm. Thì trong cái cách mà dạng ghi nợ thì nó sẽ ghi là như thế này. Còn không thì các bạn chọn general thì nó ghi là cộng trừ. Được chưa? Thì tùy cách thể hiện, không có vấn đề gì hết.
khi mà các bạn làm thì trên cái file Excel của các bạn nó thể hiện như vậy thì các bạn thấy và chú ý chứ không phải là sai nhé. Nhưng mà làm như vậy đủ chưa? Chưa. Chưa đủ đúng không? Mình nó còn một cái ràng buộc nữa nè. Tuy nhiên, thưởng phạt không vượt quá 200. Nếu mà thưởng trên 200 thì chỉ lấy 200 thôi. Còn nếu mà phạt thì cũng như vậy. Tại vì mình để là phạt có 50.000 cho nên mình không quan tâm đến phạt, mình chỉ quan tâm đến thưởng thôi. Vậy thì làm sao để mà mình quan tâm được đến thưởng nè? Hả? Như vậy ở đây là mình đã làm ra con số này rồi. Thì mình thêm một cái if lồng ở phía ngoài này nữa nha. Nếu cái tiền mà mình tính ra này nè, nó lớn hơn 200, 1, 2, 3, thì mình chỉ lấy 200, 1, 2, 3, 200, 1, 2, 3. Đó, còn không thì lấy cái số tiền mà mình tính đó. Đó, công thức chỗ này nó hơi dài tí xíu. Giải thích lại. Nếu trong trường hợp mà mình tính cái này là đã được rồi nè, là ra được thưởng phạt rồi đúng không? Bây giờ thêm một cái if nữa. Nếu trong trường hợp mình đã tính được số tiền thưởng mà cái số tiền đó lớn hơn 200 thì mình chỉ lấy tối đa là 200. Còn không thì lấy đúng cái số tiền thưởng mà mình tính. Tức là đúng số tiền thưởng là cái này. Hiểu được công thức chưa nào? Như vậy phần công thức này nó thuộc cái dạng là công thức nâng cao. If lồng if cũng không có cao lắm đâu, cao vừa vừa thôi. Như vậy thì các bạn ngồi các bạn sẽ nghiệm lại, giúp cho thầy nghe từng cái nếu của thầy nói nè. Nói lại nhá. Cái này lúc nãy chúng ta đã tính cái này rồi. Như vậy chúng ta giải thích trong này thôi. Nếu như ngày công mà nhỏ hơn 25 thì bị phạt 50.000. Người ta chỉ nói là phạt 50 thôi chứ người ta đâu nói phạt 50 mỗi ngày đâu đúng không? Bị phạt 50 nè. Ngược lại dưới 25 thì bị phạt 50. Còn chỗ này là thưởng 50 mỗi ngày. Tùy ha. Nếu như phạt 50 mỗi ngày thì chỗ này các bạn chỉ cần lấy 50 nhân cho số ngày, nhân cho số ngày thiếu, tức là lấy ngày công lấy 25 trừ ngày công nhé, 25 trừ ngày công đó. Nếu trong trường hợp mà cứ mỗi ngày thiếu thì bị phạt 50 thì mình sẽ làm như thế. Tức là anh này làm 19 ngày thì thiếu 6 ngày thì phạt 300.000. Còn nếu như mà mình nhân nhượng, mình cảnh cáo thôi, thì cứ mỗi lần mà thiếu, anh thiếu 1 ngày cũng như anh thiếu 2 ngày thì bị phạt 50.000. Còn nếu không phải thiếu, nếu mà dư thì từ 26 trở lên thì được thưởng mỗi ngày 50.000. Nếu anh này làm 25 ngày thì 25 trừ 25 là 0. 0 nhân 50 là 0, tức là anh này làm đúng 25 ngày là không có thưởng, không có phạt. Mình khỏi cần kiểm tra cái số ngày làm là bằng 25 nhé. Khỏi cần. Nó nằm trong này luôn là ok rồi. Rồi, cái if này là mình đã tính ra được số tiền thưởng và phạt rồi nè. Để chỗ này người ta nói tiếp nè. Tuy nhiên thưởng phạt không vượt quá 200. Thưởng phạt không vượt quá 200. Thì chỗ này đó, tại vì trong trường hợp mà mình tính đơn giản là chỉ có thưởng là nhân, còn phạt là tối đa là trừ 50 thì mình làm vậy. Đó, mình làm vậy. Còn nếu như mà thưởng thì nhân 50, còn bị phạt là nhân âm 50 là mình phải làm nó phức tạp hơn rất nhiều. Bây giờ mình làm vậy trước đi. Đấy, như vậy là mình đã có kết quả.
lập công thức tổng tiền lương cộng phụ cấp cộng thưởng phạt, tuy nhiên tăng 1% tổng tiền cho những người đi làm trên 25% và có chức vụ là nhân viên. Tổng tiền bằng gì? Lương cộng phụ cấp cộng thưởng phạt, âm là từ nó trừ rồi. Đủ hay chưa? Công thức này đúng hay chưa? Chưa, hiểu nha. Tuy nhiên tăng 1% cho những người đi làm trên 25 ngày và có chức vụ là nhân viên. Như vậy chỗ này mình sẽ nhân cho cái gì đây? Nguyên cái cục này nhân chứ không phải là cái cuối cùng nhân. Nếu như trong trường hợp mà người này là nhân viên mà có ngày công trên 25 thì sẽ nhân cho 1%. 1% tức là gì các bạn? Nếu nhân 1% thì mình sẽ nhân mấy? Tăng 1% tức là nhân 1.1. Còn nếu không tăng là nhân 1, đúng không nào? 1.1 tức là tăng 1 phần, có 1 là 1.01 chứ. 1%. Ví dụ chúng ta có một cái món hàng là 200.000, 200 đi. Chúng ta tăng 10% thì bằng phía trước nhân cho 1.1, tức là tăng 10%. Còn nếu tăng 1% thì bằng cái phía trước nhân cho 1.01. Đó ha. Ok, như vậy là chúng ta sẽ biết cách để làm cái tăng này chỗ này rồi. Tổng tiền nếu gì? Nếu có hai trường hợp nha, vừa là ngày công, vừa là chức vụ, cho nên chúng ta phải dùng thêm một cái hàm gì nữa nào? Hàm gì? And. Hàm and. Nếu như ngày công mà lớn hơn 25, phải điều kiện thứ hai là chức vụ bằng nhân viên. Chức vụ bằng nhân viên. Thì làm gì? Thì đúng như thế này thì chúng ta trả về là 1.01, còn không thì trả về 1. Đấy, như vậy là chúng ta thấy là chúng ta đã làm xong. Nếu như là nhân viên và có ngày công lớn hơn 25 thì được tăng 1%, còn không thì vẫn giữ nguyên, tức là nhân cho 1. Đó, đây có thay đổi nè. Đây có thay đổi nè. Đấy, như vậy là chúng ta đã làm xong phần này. Điền công thức vào các ô chấm hỏi trong bảng tổng tiền thưởng của các nhân viên, của các nhân sự có chức vụ là nhân viên. Như vậy chỗ này chúng ta sẽ dùng gì các bạn? Tổng tiền thưởng của nhân sự có chức vụ là nhân viên. Chỗ này thì mình cỡ bằng sum gì? Sum if cái gì? Điều kiện là chức vụ. Được chưa nào? Điều kiện so sánh là chức vụ. Phải so sánh ở đây là nhân viên. Phải sum range, mình muốn tính tổng gì? Tổng thưởng. Đó, tổng thưởng của nhân viên là được 100.000. Tổng thưởng của nhân viên được 100.000. Ở đây thưởng 50 trừ 50 thưởng 100. Này ông giám đốc rồi. Ok, vậy là cuối cùng có 100 à.
Còn nếu mà người ta tính tổng thưởng phạt là khác nữa nha. Còn mình tính chung chung á. Này là tính chung chung cả thưởng cả phạt nè. Số lượng nhân viên của công ty. Số nhân viên thì dùng hàm gì? Count. Count gì? Bạn có thể count bất kỳ ở đâu. Nếu trong trường hợp là bạn count số. Count số. Thì chúng ta sẽ dùng count. Còn nếu không thì các bạn dùng count A. Count A. Tức là đếm theo mã. Theo mã. Mã hoặc là theo tên. Ở đâu cũng được cả. Thì chúng ta cho ra là 9 nhân viên. Ủa sao có 9 nhân viên? Thiếu ở đâu? 1, 2, 3. Không có 4 mà lên 5. Thấy không? Chỉ có 9 người thôi chứ không phải 10 người. Vậy là 9 nhân viên. Số nhân viên của công ty có ngày công vượt quá quy định, vượt định mức. Như vậy chỗ này mình sẽ gì nữa đây? Khảo hiệp số nhân viên mà có ngày công vượt định mức. Ngày công vượt định mức là vượt bao nhiêu? Phải nháy kép lớn hơn 25. Số nhân viên có ngày công lớn hơn 25. Mấy người? 1 1 2 3 4 người. Có số ngày công vượt định mức. Nhớ là chỗ này 25 mình phải đặt trong nháy kép nó mới được nhé. Được chưa nào? Đấy, như vậy các bạn làm cơ bản là như thế. Còn nếu như mà bạn tính nó rõ ràng hơn là chỉ tính tiền thưởng thôi thì chỗ này mình không dùng sum if mà mình phải dùng sum if s, tức là nhiều điều kiện cùng lúc. Nhiều điều kiện cùng lúc thì thầy sẽ làm thêm một cái hàm bên cạnh cho các bạn thấy. Mình dùng sum if s là mình chỗ này mình chỉ tính thưởng, không tính phạt, bỏ qua phạt. Thì mình sẽ dùng hàm sum if s. Sum if s thì nó ngược lại nhé, nó đưa cái dãy tính sum trước rồi cái điều kiện sau. Điều kiện sau sum range, điều kiện tính sau. Như vậy thì mình sẽ tính tiền thưởng nè. Rồi, phải điều kiện thứ nhất là nhân viên. Điều kiện thứ nhất là nhân viên, là chức vụ. Phải nhân viên. Điều kiện thứ hai là tiền thưởng này. Phải lớn hơn không. Thấy kìa nè, 150 ngàn. Bởi vì nó tính tiền phạt vô là nó trừ mất 50 thì nó mới còn 100. Còn nếu mà chúng ta chỉ tính tiền thưởng thôi thì nó là 150 ngàn. Thì chúng ta xài là sum if s, tức là nhiều điều kiện cùng lúc. Sum cái gì? Điều kiện thứ nhất là gì? Điều kiện thứ hai là gì? Và còn chấm 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 chấm, tức là điều kiện thứ n, bạn muốn bao nhiêu điều kiện cũng được cả. Bạn đặt vô. Được chưa nào? Như vậy thì đó là cái bài test Excel số 1 của mình.